Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp giữa kỹ thuật Casio và tư duy tự luận để tìm số nghiệm phương trình mũ cũng như là phương trình logic. Và hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một số bài tập. Chúng ta đi vào bài tập đầu tiên, bài tập số 26. Cho phương trình, người ta hỏi là phương trình có tập nghiệm là, thì đối với bài toán như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng Casio. Chúng ta thế từng giá trị vào, chúng ta kiểm tra. Nhưng mà nếu không thích thì hoàn toàn chúng ta có thể giải theo kiểu tự luận, và chúng ta nhận thấy ngay đây là dạng phương trình bậc 2 theo 2 mũ x bình cộng 2. Đầu tiên thầy sử dụng nhanh cách số 1 như sau. Chúng ta nhập vào 4 mũ x bình cộng 2 chúng ta gọi đầu tiên chúng ta kiểm tra thử đáp án A, ví dụ là 0,1 thì gọi x bằng 0 vào, đó là A chúng ta loại đi. Chúng ta chuyển qua B, B có số 0, như vậy rõ ràng B cũng chúng ta cũng loại. Chúng ta chuyển qua C, chúng ta gọi x bằng 1 bằng 0, chúng ta gọi thử x bằng 8 khác 0, như vậy chúng ta chọn ngay đáp án D. Đối với câu xác định tập nghiệm, mà những cái tập nghiệm này nó khá đơn giản thì hoàn toàn chúng ta có thể thay từng giá trị vào, chúng ta kiểm tra xem thử đáp án nào chúng ta loại và đáp án nào chúng ta nhận. Cách số 2, chúng ta sẽ làm theo kiểu tự luận. Và lưu ý, bài này thầy hướng đến chúng ta ứng dụng cả kỹ thuật Casio và tự luận chúng ta giải quyết vấn đề. Nếu thấy câu 26, 27 khá đơn giản thì các em có thể sử dụng Casio giải quyết thử câu số 28, xem thử cái phương trình này có bao nhiêu nghiệm. Thầy tiếp tục câu số 26. Đương nhiên câu số 26 nó có hai nghiệm là trừ 1, 1. Như vậy dẫn đến câu 27 số nghiệm phương trình là 2. Thì câu 26 này nếu chúng ta sử dụng tự luận thì chúng ta sẽ làm khá nhanh. Nhận thấy đây là phương trình bậc 2 theo 2 mũ x bình cộng 2 thì chúng ta sẽ bấm máy ra 2 mũ x bình cộng 2. Chúng ta giải phương trình bậc 2, mod 5, 3 với các hệ số là 1, trừ 9 và 8. Chúng ta cũng thể nhẩm đây là dạng A cộng B cộng C bằng 0. Một nghiệm là 1, một nghiệm là C chia A, tức là 1.008. Thì tới đây tương đương x bình cộng 2 nó sẽ bằng 1. X bình cộng 2 nó bằng 0 và x bình cộng 2 bằng 3. X bình cộng 2 bằng 0, phương trình đây chúng ta thấy ngay vô nghiệm. X bình cộng 2 bằng 3 tức là x bình bằng 1 thì chúng ta có 2 nghiệm. Như vậy đáp án là trừ 1 với lại 1. Câu 27 rõ ràng số nghiệm phương trình là 2. Nhưng câu 27 này nếu chúng ta sử dụng Casio thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì hôm nay thầy giới thiệu cho các em hai kiểu để chúng ta xử lý. Một là chúng ta sẽ sử dụng tính năng table mod 7 để chúng ta nhẩm nghiệm và chúng ta tìm ra những khổ nghiệm. Và kiểu thứ hai là chúng ta sử dụng tính năng là shift sau và chúng ta kết hợp với cái cách chúng ta chia cho x trừ x rô. Thì đầu tiên
là cái tính năng table. Chúng ta có thể xử lý như sau. Chúng ta nhập vào hàm if 4 mũ x bình cộng 2 trừ 9 nhân cho 2 mũ x bình cộng 2 cộng 8. Chúng ta sẽ nên chia ra làm hai khoảng là từ 0 9 hoặc là từ 0 đến 10 chẳng hạn. Từ ví dụ ở đây thầy lấy từ 0 9 và bước là 0,5. Chúng ta cũng có thể bắt đầu là từ âm 9 đến 9 và bước là 1. Nhưng mà ở đây thầy chọn là bước là 0,5 để cho cái mức độ chính xác nó sẽ tăng lên. Vì sao ở đây thầy kiểm tra từ âm 9 đến 9? Vì thông thường nghiệm của phương trình sẽ nằm ở trong cái khoảng đó. Nên đương nhiên khi người ta đã cố tình cho nghiệm ra khỏi khoảng, ví dụ như cho nghiệm bằng 10, 15, thì đương nhiên cái tính năng table này chúng ta sẽ kiểm tra là không chính xác. Thì chúng ta sẽ kết hợp giữa table và chúng ta ship sau. Chúng ta bắt đầu như sau. Khi hiện ra bảng giá trị, chúng ta để ý đến hai chỗ. Một là x bằng 0, thì khi đó với giá trị x bằng 1 thì đây chính là nghiệm của phương trình. Và chỗ thứ hai, chúng ta xem thử x có đổ dấu từ âm sang dương hay từ dương sang âm để chúng ta nhận biết được cái khoảng nghiệm. Thầy giả sử ở đây không phải là -12 mà là 12 sau đó tới -12 thì cứ dương âm thì chúng ta sẽ có một khoảng nghiệm là khoảng là 0,5. Như vậy nghiệm chúng ta nó sẽ nằm trong khoảng là từ 0 đến 0,5. Thì ở đây là âm âm, như vậy là không được. Có một nghĩa một, chúng ta tiếp tục. Còn lại là đều là dương hết. Ở đây là số càng ngày nó càng lớn, nhiều khả năng là nó sẽ không có nghĩa nữa. Thì chúng ta vừa kiểm tra, chúng ta nhận biết được là có một điểm trùng một. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho chạy từ -9 đến 0 và bước cũng 0,5. Chúng ta cũng tìm xem thử có khoảng nghiệm nào hay không, hoặc là nghiệm cụ thể hay không. Ở đây toàn là dương bằng 0. Như vậy ở đây có thêm một nghiệm là x bằng -1. Như vậy hiện tại chúng ta chỉ mới tìm ra được là hai nghiệm là -1 với lại 1. Khi đó chúng ta cũng không khẳng định được là cái phương trình này nó có hai nghiệm hay là bao nhiêu nghiệm. Thì chúng ta phải kiểm tra thêm một lần nữa là chúng ta sẽ kết hợp với ship sau, chúng ta nhẩm nghiệm. Ví dụ nếu ngay từ đầu chúng ta không sử dụng mod 7 mà chúng ta nhẩm nghiệm thì đương nhiên nó sẽ ra cho chúng ta là nghiệm là 1 hoặc là -1 như thế này. Ví dụ ta sẽ nhập vào 4 mũ x bình cộng 2 trừ 9 nhân cho 2 mũ x bình cộng 2 cộng 8. Ví dụ nếu ngay từ đầu chúng ta không sử dụng mod 7 chúng ta nhẩm nghiệm thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ ở đây thầy ship sau, ví dụ thầy nhập vào số 5 chẳng hạn. Chúng ta đôi khi chúng ta chờ khá lâu ra một nghiệm -1 thì chúng ta xử lý tiếp như thế nào. Thì chúng ta sẽ đem chia cho x trừ đi nghiệm đó, thì chúng ta kết hợp với tính năng table thì khi đó chúng ta có được hai nghiệm nguyên như thế này. Thì chúng ta đem chia cho x trừ đi 1 và chúng ta chia cho x trừ đi nghiệm thứ hai, tức là chia cho x cộng 1. Thì khi đó chúng ta nhẩm nghiệm thì nó sẽ không ra hai lại hai nghiệm này. Nếu nó có ra tức là có nghiệm kép. Khi chúng ta nhập vào ví dụ như số 5 chẳng hạn. Chúng ta chờ đợi khá lâu. Đương nhiên những bài như thế này thầy khuyến khích chúng ta làm theo kiểu tự luận. Nếu ai chỉ sử dụng Casio thì làm thử câu 28 xem thử đáp án là 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm hay là 4 nghiệm. Như vậy không có kết quả. Thì không có kết quả như thế này thì hơn 90% nó là không còn nghiệm nữa. Thì chúng ta dừng. Như vậy chỉ có 2 nghiệm là 1 với lại -1.
Rõ ràng nếu chúng ta sử dụng mode 70 thì vẫn chưa chắc chắn là chúng ta sẽ có được hai nghiệm. Nếu không tin thì các em có thể sử dụng mode 7 mà làm câu 28 xem thử là mode 7 nó ra được bao nhiêu nghiệm. Thì chúng ta tiếp tục qua câu 28. Các em có thể dừng video lại và chúng ta xử lý xem thử câu 28 nó sẽ có bao nhiêu nghiệm. Thì đầu tiên, nếu bạn nào sử dụng Casio thì chúng ta có thể sử dụng như sau. Mode 7, thầy sẽ nhập vào 4 mũ x bình cộng 7x trừ 9 nhân cho 2 mũ x bình cộng 7x cộng 8. Thầy cũng sẽ kiểm tra trên hai khoảng là từ 0,9 và âm 9 đến 0. Đầu tiên là từ 0,9. Để cẩn thận thì chúng ta cho bước 0,5. Nếu cẩn thận nữa thì chúng ta sẽ cho bước là 0,2. Và khi đó chúng ta sẽ chia cái khoảng nó càng nhỏ. Khi chúng ta chia càng nhỏ thì mức độ chính xác nó sẽ càng cao. Chúng ta thấy ngay là khi x bằng 0 thì x bằng 0, chứng tỏ x bằng 0 ở đây là một nghiệm. Chúng ta tiếp tục. Đây là giá trị dương. Tất cả các giá trị còn lại nó đều là dương. Chúng ta cũng không thấy nó đổi dấu từ âm sang dương hay là từ dương sang âm. Như vậy hiện tại từ 0 đến 9 chúng ta mới chỉ phát hiện được một nghiệm x bằng 0. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta cho chạy từ trừ 9 đến 0, bước 0,5. Có nghiệm bằng trừ 7. Tất cả các giá trị còn lại x đều dương. Cái số 0 khi nãy. Như vậy Casio hiện tại bước 1 chúng ta có phát hiện được hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng trừ 7. Tới đây các bạn nào dám khẳng định là phương trình này nó chỉ có hai nghiệm hay không? Dù rằng khi chúng ta sử dụng mode 7 chúng ta cũng không tìm thấy thêm khoảng nghiệm nào, thì tới đây một là chúng ta sẽ chia nhỏ các bước ra, thay vì 0,5 thì chúng ta chia ra thành 0,2 chẳng hạn. Hai là chúng ta sẽ qua bước số 2, tức là chúng ta sẽ sử dụng tính năng xếp sâu và chúng ta sẽ đem chia cho x, chia cho x trừ cho trừ 7, tức là chia cho x cộng 7 và nhẩm tiếp. Thì vì chúng ta sử dụng hai bước như thế này tốn của chúng ta khá nhiều thời gian so với việc chúng ta làm tự luận. Thì bài như thế này chúng ta chỉ làm tự luận đơn giản như sau. Chúng ta tương đương, chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm ngay. Lưu ý ở đây, giả sử ở đây có x bình cộng 7x cộng 1 thì chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ đưa con số 1 ra xuống, tức là 4 mũ 1 nhân cho 4 mũ x bình cộng cho 7x. Chúng ta lưu ý thêm một chỗ đó nữa thì chúng ta sẽ giải quyết được những bài toán như thế này. Câu số 28 giống như 26, 27, đây là phương trình bậc 2 theo 2 mũ x bình cộng 7x. Chúng ta chuyển qua mode 5, 3. Chúng ta tính toán ra ngay với các hệ số 1, trừ 9, 8. Nếu chúng ta phát hiện được đây là A cộng B cộng C bằng 0 thì nó lại càng nhanh nữa, tức là 1 nghiệm bằng 1, 1 nghiệm bằng C chia A, tức là bằng 8. Thì ở đây, tự luận chúng ta chỉ cần giải quyết đơn khá đơn giản x bình
cộng cho 7x bằng 1 và 2 mũ x bình cộng cho 7x bằng 8. Tới đây x bình cộng cho 7x sẽ bằng 0. Và ở đây là x bình cộng cho 7x bằng 3. Chúng ta có thể nhìn, chúng ta thấy ngay ở phương trình trên nó sẽ có hai nghiệm là 0 và trừ 7, và phương trình dưới nó cũng sẽ có thêm hai nghiệm nữa. Các hệ số 1, 7 và trừ 3 cho chúng ta hai nghiệm là 0,4. Như vậy đây là chính là lý do vì sao khi nào chúng ta dùng bước 0,5 thì nó không có phát hiện ra được cái nghiệm này. Nếu chúng ta dùng cái bước nó nhỏ hơn thì khi đó chúng ta sẽ tìm ra được mỗi khoảng nghiệm chứa 0,405 này. Nghiệm thứ hai là trừ 7,4. Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta có tổng cộng là 4 nghiệm. Nó phải là phương án D. Chỉ còn qua 3 ví dụ này và cụ thể chính là câu 28 thì chúng ta sẽ thấy được giá trị của việc làm tự luận là như thế nào. Rõ ràng làm việc tự luận như thế này chúng ta không thể nào mà mất tới 2 phút hoặc là 3 phút, trong khi cái việc sử dụng tính năng chiếm sâu nhẩm nghiệm hay là bản tính thì nó mất của chúng ta khá nhiều thời gian. Đó là lý do vì sao mà thầy làm ra chuỗi video này, để chúng ta kết hợp giữa việc bấm máy và tự luận chứ không chỉ là KCO đơn thuần. Chúng ta tiếp tục câu số 29. Số nghiệm phương trình. Chúng ta có thể nhận dạng ở đây nó cùng là số mũ x bình. Ở đây là 4, tức là 2 mũ 2. Ở đây là 49, tức là 7 mũ 2. Và ở đây là 14, tức là 2 x 7. Thì đây là chính là dạng A bình, AB, B bình. Thì chúng ta chỉ việc chia cho 49 mũ x bình là xong. Nó chính là cái dạng A bình cộng cho AB cộng B bình bằng 0. Thì đối với dạng này thì chúng ta chỉ việc chia cho B bình hoặc là A bình. Ví dụ như ở đây thầy có thể chia cho B bình thì nó sẽ thành là A chia B tất cả bình cộng cho A chia B cộng cho 1 bằng 0. Ở đây chính là phương trình bậc 2 theo A chia B. Thì như vậy là câu số 29 này thầy sẽ chia cho 49 mũ x bình thì chúng ta sẽ được như sau. Bảy nhân cho 4 chia cho 49 tức là 2/7 mũ 2 x bình. Trừ tiếp 9 nhân cho 14 chia cho 49 sẽ được là 2/7 mũ x bình. Và còn lại là cộng 2 bằng. Thấy ngay, đây chính là phương trình bậc 2 theo 2/7 mũ x bình. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta nhập vào các hệ số là 7, trừ 9, 2. Tương tự, đây là A cộng B cộng C bằng 0 thì chúng ta sẽ có đáp số là 1 với lại 2/7.
Đầu tiên, 2 phần 7 mũ x bình nó bằng 1. Và cái thứ hai là 2 phần 7 mũ x bình bằng 2 phần 7. Thì từ đây chúng ta tiếp tục, 2 phần 7 mũ x bình bằng 1 thì suy ra x bình nó sẽ bằng 0. Và ở đây 2 phần 7 mũ x bình bằng 2 phần 7 thì x bình nó sẽ bằng 1. Thì x bình bằng 0 thì có nghiệm x bằng 0, và x bình bằng 1 thì sẽ có nghiệm là cộng trừ 1. Như vậy câu số 29 này nó sẽ có 3 nghiệm tất cả, 3 chứ không phải là 1. Như vậy ở đây thầy sẽ chỉnh lại đáp án là 3 nghiệm. Chúng ta tiếp tục câu số 30. Câu 30 hỏi số nghiệm chung của hai phương trình là. Thì chúng ta có thể giải phương trình số 1 và chúng ta giải phương trình số 2 xem thử có bao nhiêu nghiệm chung tất cả. Ngoài ra chúng ta chỉ cần chọn ra một phương trình chúng ta thấy đơn giản chúng ta giải. Sau đó chúng ta kiểm tra xem thử có bao nhiêu nghiệm cũng là nghiệm của phương trình số 2. Và câu số 30 này thầy sẽ làm theo hướng đó. Thầy chọn phương trình số 1 để giải. Đây là dạng khá cơ bản. 5 mũ x, ở đây là 5 mũ trừ x. 5 mũ trừ x tức là 1 chia 5 mũ x. Chúng ta sẽ nhân 5 mũ x về 2 vế. Thì chúng ta sẽ đưa về được phương trình bậc 2 theo 5 mũ x. Thì cái phương trình số 1, thầy lựa chọn phương trình số 1. Thì khi đó nó sẽ tương đương. Nếu chúng ta nhẩm được thì hoàn toàn chúng ta sẽ giải quyết luôn. Nhân 5 mũ x về 2 vế thì ở đây là 5 mũ x bình. Chuyển 30 sang bên phía trái thì chúng ta sẽ được là trừ 30 nhân 5 mũ x. Và cái hệ số C nó sẽ là 125. Chúng ta nhập vào 1 trừ 30 và C là 125. Có ngay đáp số là 25 và 5. Như vậy ở đây 5 mũ x bằng 5 và 5 mũ x bằng 25. Thì chúng ta có ngay là x bằng 1, x bằng 2. Chúng ta xem thử hai giá trị này, giá trị nào là nghiệm của phương trình số 2. Log 3 2 x bình cộng x cộng 1 trừ tiếp log căn 3. X cộng 1. Chúng ta thế số 1 vào. Như vậy 1 nó cũng là nghiệm của phương trình số 2. Chúng ta thế tiếp số 2. Như vậy là không phải là nghiệm. Thì số nghiệm chung của hai phương trình nó chỉ có một nghiệm chung, đó chính là x bằng 1. Như vậy câu 30B chúng ta xử lý cũng khá nhanh. Câu số 31. Thoạt nhìn chúng ta thấy khá giống dạng A nhân B bằng 1. Thì khi đó đây chính là T, đây chính là 1 chia T. Nhưng mà thật ra khi tích như thế này, 5 trừ cho căn 21 nhân cho 5 cộng căn 21 nó không bằng 1, mà ở đây là 25 trừ 21 thì nó bằng 4. Chúng ta khá muốn cái tích này nó bằng 1 thì chúng ta để ý như sau. Muốn tích này bằng 1 thì ở đây chúng ta chỉ việc chia 2 vế cho 4. Thì ở đây tức là cái thằng này nó phải chia cho 2. Thằng này chia 2. Thì khi đó chúng ta được cái thằng này chia 4 bằng 1.
thì để chia cho 4, tức là cái bên bên vế trái này chúng ta chia 2 chia 2. Thì số 2 ở đó ở đâu ra? Thì chúng ta thấy ở đây có sẵn 2 mũ x. Chúng ta tách ra 2 mũ x nhân 2 mũ 3. Thì khi đó chúng ta sẽ được như sau. Câu số 31 nó sẽ tương đương. Thầy sẽ chia 2 mũ x về vế trái, tức là chia 2 vế cho 2 mũ x, khi đó thầy được 5 trừ cho căn 21 chia 2 mũ x cộng 7 nhân cho 5 cộng căn 21 chia 2 mũ x. Ở bên kia còn lại là 2 mũ 3, tức là bằng 8. Khi đó thằng này chính là T, và thằng này chính là 1 chia T, bởi vì tích nó lại bằng 1. Thì khi đó đây chính là dạng là T cộng 7 chia T bằng 8. Thì khi đó chúng ta sẽ giải ra là T. Ở đây T chúng ta đặt là 5 trừ căn 21 chia cho 2. Mốt 5, 3. Các hai số là 1. Ở đây chúng ta nhân qua, tức là trừ 8. Đấy. Chúng ta có cái giá trị là 7 với lại 1. Bài này chỉ yêu cầu là số nghiệm. Như vậy chúng ta thấy ngay khi T bằng 7 thì rõ ràng chúng ta sẽ nhận chúng ta và chúng ta có được một nghiệm x. T bằng 1 chúng ta sẽ có thêm một nghiệm x. Như vậy bài này là 2 nghiệm, chúng ta không cần phải giải cụ thể ra. Câu số 32. Câu số 32 này, nếu chúng ta sử dụng mốt 7 hay là chúng ta sử dụng nhẩm nghiệm thì hoàn toàn chúng ta rất khó để chúng ta xử lý. Câu số 32 thì ở đây chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ có điều kiện. Điều kiện là cái biểu thức này là dương và biểu thức này nó dương. Như vậy đầu tiên chúng ta xử lý điều kiện. Hai x cộng 2 dương. Tiếp theo cái phương trình số 32 nó sẽ tương đương 1 phần 3 chính là 3 mũ trừ 1. Trừ 1 chúng ta sẽ chuyển ra trước này, tức là trừ log 3 của biểu thức này. Chúng ta sẽ chuyển cái trừ log đó qua bên với phải, thì khi đó chúng ta sẽ được là log 3 của 2x cộng 2 nó sẽ bằng log 3 của biểu thức kia. Thì khi đó log bằng log, thì khi đó 2x cộng 2 nó sẽ bằng căn 2 x mũ 3 cộng cho x bình trừ 2. Đây nó là phương trình bậc 3 theo x. Chúng ta chỉ việc bấm máy. Mốt 5, 4. Các hệ số là căn 2. Ở đây cũng là căn 2. X chúng ta chuyển qua là trừ 2. 2 chúng ta chuyển qua kết hợp với trừ 2 là trừ 4. Chúng ta có được giá trị là 1,4142.
Cái giá trị này nó khá giống với lại căn 2. Chúng ta có thêm 2 nghiệm phức. Như vậy chúng ta chỉ có một nghiệm là 1,4142. Nếu để ý thì chúng ta sẽ nhận thấy được là giá trị này nó thỏa điều kiện. Cái thứ nhất là đương nhiên nó sẽ thỏa cái bất phương trình số 2 và còn bất phương trình số 1, thì chúng ta nếu chúng ta chuyển qua 2 qua và chia cho căn 2 thì vế trái là nó sẽ lớn hơn căn 2, và rõ ràng giá trị này nếu mà mũ 3 cộng thêm mũ 2 thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn căn 2. Nhưng nếu cái điều kiện nó phức tạp hơn thì chúng ta làm như thế nào? Thì ở máy 570 VMLED nó có tính năng đó chính là chúng ta gán nghiệm vào A, B, C hoặc D đây. Tức là chúng ta gán luôn cái nghiệm trong phương trình. Trong khi máy 570 EFLED thì hoàn toàn không có tính năng đó. Thì chúng ta sẽ gán như thế nào? Chúng ta chỉ việc shift sau. Shift editor. Chúng ta có thể gán vào A. Như vậy A đây chính là cái giá trị nghiệm của chúng ta. Ví dụ thầy kiểm tra thử cho chúng ta xem như thế nào. Như vậy đây là A mũ 3 cộng cho A bình trừ 2, chắc chắn nó sẽ lớn không. Như vậy đó là một trong những tính năng mà cải tiến của VMLED. Ngoài ra thì nó có thêm một số tính năng cũng khá là hay, ví dụ như là Re-end hoặc là phân tích thành tích các thừa số nguyên tố. Chúng ta quay lại bài này. Như vậy rõ ràng bài này nó chỉ có một nghiệm duy nhất, chọn phương án A. Câu số 33. Gọi X và T lần lượt là tập nghiệm của hai bất phương trình. Khi đó chúng ta yêu cầu lấy giao lại. Câu này chúng ta có thể làm theo hai kiểu. Một là chúng ta làm từ lượng thông thường. Hai, chúng ta sử dụng Casio. Chúng ta bấm. Thì câu số 33 này thầy coi như đó là bài tập về nhà để cho chúng ta tự rèn luyện. Câu 19, 20, 21, 22 đó là các bài tập hôm trước thầy đã đề cập. Nhưng mà ở đây thầy cũng muốn nói nhắc lại một đôi chút là chúng ta kết hợp giữa Casio với lại từ luận để giải quyết những câu như số 19. Những dạng này tức là chúng ta sẽ nhẩm nghiệm, có thể là chứng minh nghiệm duy nhất, có thể là một số bài nó là nhẩm ra hai nghiệm. Thì chúng ta làm xem thử. Và đây chính là các đáp án của chúng ta. Kết hợp giữa tự luận và Casio. Theo thầy nghĩ đây chính là cái phương pháp học gần như là tốt nhất cho các em. Chúng ta cũng không nên quá tập trung vào tự luận mà không sử dụng Casio. Hoặc là chúng ta sử dụng Casio hoàn toàn mà không biết gì về cách làm, phương pháp làm thì cũng không được. Thì cái bài tập này các em có thể là tự làm. Và chúng ta sẽ gặp lại ở video tiếp theo. Chào tất cả các em.